Phan ấy. Cô ta thật vĩ đại, tuyệt vời và gợi cảm, điên khùng. Nghe có vẻ như cô ta bị mất trí phải không? Hôn thê của cậu đấy. Cậu hãy tôn trọng cô ấy chút đi. Thật đáng khen. Cô ấy có ngoại hình đẹp, gia thế giàu có và rất hấp dẫn. Đàn ông ai mà chả thích. Cậu nói thật đi. Cậu muốn có Du Xê Dân đúng không? Đùa tí thôi, gì mà căng thẳng thế? Kang Ji Ho, chúc mừng đám cưới cậu. Cạn ly. Sắp tới thời gian hẹn ký hợp đồng rồi mẹ. Nhanh thế nhỉ? Họ nói chiếc áo thời trang mẹ đặt mua ở Pháp từ 6 tháng trước hôm nay mới về. Con trai đi cùng mẹ nhé. Con phải đi dự lễ cưới. Lễ cưới của ai? Bạn thân Ji Ho của con. À, công tố viên Kang Ji Ho. Cô dâu là con gái của chính trị gia hay nhà tài Việt? Không phải ai cũng sắp đặt hôn nhân đâu mẹ. Bề ngoài ai cũng nói họ cưới nhau vì yêu nhau. Bố con ban đầu cũng nói thế. Đúng là đều giả. Mẹ có biết bố đang ở đâu không? Dĩ nhiên là mẹ biết chứ. Tại sao mẹ lại sống như thế này? Con trai, con ôm mẹ một cái đi. Mẹ thấy thoải mái chưa? Cảm ơn con trai. Con sẽ đến dự lễ nhậm chức chứ? Mẹ biết câu trả lời rồi mà. Mẹ ơi, mẹ giống công chúa quá. Con gái mẹ là công chúa rồi. Hôm nay con đặc biệt tặng cho mẹ đấy. Chúc mừng cậu nhé, Trân Hê Su. Hàn Biên, hôm nay con không được ở bên cạnh mẹ. Con đi với dì nhé. Tại sao thế ạ? Hôm nay là ngày mẹ con phải đẹp nhất, nhưng Hàn Biên của dì còn xinh đẹp hơn nhiều. Con ra ngoài ngắm cảnh với dì nhé. Vâng ạ. Ngoan quá. Cậu đến rồi à? Mời quý ông.
Tự nhiên lại lịch sự thế, không phải cho cậu mà cho Jesus. Cô ấy không những tạo ra một công tố viên mà còn giúp cậu nên người. Tôi không phải là người à? Chung thủy với bạn trai tận 10 năm không phải là việc ai cũng có thể làm được. Nhờ Jesus mà cậu mới có mặt ở đây. Tôi rất ấn tượng với cô ấy. Nếu nhìn trộm mặt cô dâu trước lễ cưới thì là thất lễ phải không? Sao cậu lại xem mặt cô dâu trước lễ cưới à? Đi nào, cậu phải ra chào khách chứ. À mà này, cậu nhớ quản lý tốt tiền mừng nhá. Đừng có mà xách đi đấy. Căng thẳng phết. Đi thôi. Bộ này rất hợp với giám đốc ạ. Đây là phiên bản giới hạn, chỉ có 5 bộ được bán ở Hàn Quốc. 4 bộ đã được đặt hàng trước đây, và đây là bộ cuối cùng. Tại sao giám đốc Sơ lại mặc bộ cuối cùng? Chào phó giám đốc. Từ khuôn mặt, cơ thể, cách ứng xử cho đến nét mặt, giám đốc Sơ lúc nào nhìn cũng hoàn hảo. Nhưng lạ thật, không hiểu sao nhìn thấy giám đốc, tâm trạng tôi cũng không vui nhỉ. Từ giờ đến lễ nhậm chức vẫn còn ít thời gian, tôi nghĩ phó giám đốc nên nghỉ ngơi cho khỏe. Thư ký An, hãy đưa phó giám đốc về phòng chờ đi. Cô không mệt mỏi khi phải sống giả tạo sao? Cô tưởng tôi không biết sao? Bề ngoài cô luôn tỏ ra là người tao nhã, hiền lành, có trái tim nhân hậu, luôn quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng bên trong cô lại giấu móng vuốt và chờ thời cơ tấn công. Chính là ánh mắt này. Dù chỉ thoáng qua, nhưng nó khiến tôi ớn lạnh. Ánh mắt đó mới thực sự là cô Sơ Du Kiêng. Tôi nói đúng chứ? Cô có biết lý do mẹ chồng tôi chọn con gái cô làm cháu dâu không? Là vì chồng cô, trưởng công tố Du Bơm Sắc. Chồng cô xuất thân từ một gia đình có 3 thế hệ làm công việc liên quan đến pháp luật. Bố chồng cô là tổng trưởng công tố và mẹ chồng cô sở hữu công ty luật lớn nhất nước. Mẹ chồng tôi dùng cả đám cưới của cháu trai vào mục đích kinh doanh. Nếu gia đình chồng tôi có thể giúp được chủ tịch thì điều đó thật tuyệt vời. Chức danh giám đốc của tôi cũng đáng khen ngợi đấy chứ. Cởi ra ngay. Xem cách ứng xử bỉ ổi của cô kìa. Chắc cô đã quyến rũ trưởng công tố Du như thế đúng không? Tôi sẽ nói cho cô biết chính xác những gì tôi đang cảm thấy lúc này. Tôi thấy mình bị xúc phạm kinh khủng, giống như đang đứng trước mặt mọi người với bộ đồ lót vậy. Tôi chỉ bỏ qua cho cô hôm nay thôi. Im mồm! Cô có thôi đi không? Mẹ! Chủ tịch, chồng cô không ra gì, cô còn tệ hơn nên không thể giữ gìn được cuộc hôn nhân đàng hoàng, tại sao lại đổ lên đầu người khác? Cô nghĩ cô sẽ là đối thủ của giám đốc Sơ ư? Cô muốn có bộ trang phục này đến thế sao? Vậy cô cũng thay ở đây đi. Mẹ ơi, sao mẹ có thể nói với con những lời đó được? Giám đốc Sơ làm được, sao cô lại không? Cô khác cái gì? Mau thay đi. Tôi không sao ạ. Thể diện của phó giám đốc cũng là thể diện của tập đoàn Trơn Ha. Xin chủ tịch bớt giận. Thật là kém cỏi. Nhà trai. Xin cảm ơn anh. Mọi người đến rồi ạ. Chúc mừng cậu, chúc mừng anh. Cảm ơn mọi người, cảm ơn. Cảm ơn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.